Thấy cha gọi điện nhưng đột nhiên lại tắt máy, cô gái gọi lại hỏi lý do thì bỗng thấy chạnh lòng. Theo đó, sau khi vừa nhận cuộc gọi và nghe cô con gái nói rằng cháu đang đi mua dầu ăn với bố, người cha chẳng nói chẳng rằng mà tắt máy một cách vội vã. Quá bất ngờ trước hành động của cha, cô con gái liền gọi lại hỏi lý do, tưởng cha mình có chuyện gì gấp. Tuy nhiên, điều cô nhận lại không phải là lời giải thích ấm áp hay quan tâm, mà là một câu trách đầy nhói lòng. Tao tắt rồi, mày gọi lại làm gì? Ba làm gì sao ba tắt máy? Thì tao gọi gặp ba, nó đi mua dầu ăn rồi thôi. Ủa, ba không nói chuyện với con được hay gì? Nói gì giờ, tao nói gì với mày giờ? Ủa thì lâu lâu rồi ba gọi ba hỏi thăm con không được hay gì? Nhất định là phải nói chuyện với con Bơ mới được hả? Không có con Bơ là ba không gọi con hay sao? Chỗ này chi? Trời ơi, cha con mà hỏi gọi làm chi? Mà tao tắt rồi mày còn gọi lại làm gì? Con muốn nói chuyện. Thôi mà tao không có muốn. Tại sao? Có gì đâu nói. Thì hỏi thăm đồ ba khỏe không? Mày hỏi thăm tao mà tao hỏi thăm mày. Con hỏi thăm ba đó, ba khỏe không? Thôi khỏi đi, khỏi hỏi thăm. Tao khỏe lắm. Đừng có hỏi thăm gì hết trơn, lúc nào tao cũng khỏe hết trơn á. Rồi, vậy là biết vậy được rồi ha. Trời đất ơi. Ba thử tắt một cái đi coi con có giận ba suốt đời không? Ủa? Thì bây giờ có gì nói đâu mà không tắt. Tao gọi hỏi con Bơ đâu, tao nói chuyện với nó tí thì nó đi mua dầu ăn rồi thì thôi. Con chỉ muốn nhìn ba thôi. Tao lại mày nhu ơi, mày đừng tao làm chuyện chân, tao nói thiệt luôn á, có cái gì đâu mà nhìn. Ủa? Ngộ không? Tao mệt mỏi lắm. Làm gì mệt, con làm gì ba đâu mà mệt. Trời ơi, nhìn xong rồi đó, nhìn xong chưa? Ba ăn cơm chưa? Mà thấy mày còn tức á. Mày hỏi chắc là chết đói luôn rồi. Đừng mơ hốt, đừng hỏi mấy cái vậy giùm cái. Tuy nhiên, ngay sau khi cháu gái về đến nhà, người cha bỗng trở thành một ông ngoại hoàn toàn khác. Ông cười tươi rói, chào đón cháu bằng đủ trò đùa nghịch, khác hẳn với sự lạnh lùng ban nãy. Cô con gái đứng bên cạnh nhìn cảnh này mà không khỏi chạnh lòng, nhưng cũng phải bật cười vì sự thiên vị đáng yêu của cha. Nói chuyện với Bơ đúng không? Đứng lên nói chuyện với ngoài nè. Bơ đâu? Đứng nè, đó, nó đứng nè. Nè, ủa? Ở ngoài gọi con kìa. Con gái đi mua đồ ăn về hả? Phải không? Ở ngoài đây mà. Con gái đi mua dầu ăn về hả? Rồi, xong rồi nha, vậy thôi nha. Tao đang nói chuyện đó, mày làm vậy? Nói chuyện với con đi. Trời ơi, nè. Bơ. Giỡn tay. Uống nước miếng. Uống. Nhìn nước miếng em. Phun mấy con, phun. Uống miếng. Đoạn video không chỉ mang lại tiếng cười mà còn khiến nhiều người nhận ra rằng tình thương của các ông bà dành cho cháu luôn có chút thiên vị nhưng đầy ấm áp và chân thật. Một tình huống vừa hài hước vừa dễ thương, thể hiện rõ nét sự gắn kết trong gia đình, nơi các thế hệ luôn yêu thương và trân trọng lẫn nhau theo cách rất riêng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.